Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho nè. Couple to Eat có chương trình áo khoác cũ đổi mới. Đây là hành trình 10 năm lan tỏa yêu thương, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 31 tháng 7. Cũng là dịp để các bạn có thể trải nghiệm những dòng sản phẩm áo khoác của Couple to Eat. Đồng thời những chiếc áo khoác cũ này sẽ được trao tặng đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình này đã kéo dài được 10 năm và hơn 20 tỉnh thành. Hơn 100.000 chiếc áo khoác đã được trao tặng. Chương trình đổi áo khoác cũ lấy áo khoác mới cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn sẽ đem áo khoác của mình đến bất kỳ cửa hàng Couple to Eat nào cũng được. Mình đang đi cửa hàng Couple to Eat ở Mỹ Tho, số 186 đường ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, đối diện xéo xéo trường đại học Tiền Giang, cơ sở ấp Bắc. À, lưu ý là áo khoác hiệu nào cũng được nha, không phải là hiệu Couple to Eat mới được đâu. Áo khoác hàng chợ hay ở đâu hiệu nào cũng được hết, nó vẫn còn sử dụng được nha mọi người, không phải là quá cũ. Bởi vì sau khi đem tới cửa hàng thì nhân viên sẽ kiểm tra. Những điều lưu ý ở trên này có sẵn hết nè, mọi người chịu khó đọc nha. Khi mà được thông qua thì các bạn sẽ được giảm 20% khi mua áo khoác mới. Đồng thời khi các bạn check in sẽ được giảm thêm 50.000 nữa. Chung đây cũng là một việc khá là ý nghĩa. Khi các bạn được trải nghiệm chiếc áo khoác mới của Couple to Eat được giảm giá 20% và kèm thêm 50.000 nữa. Nói chung là cũng có lời đó nha. Mà tôi đã địa được cái áo khoác phản quang này rồi. Cái áo này là 1149 mà giảm 20% rồi giảm thêm 50.000 nữa. Là còn khoảng 869 thôi hà. Nhẹ nhàng mát mẻ buổi tối còn phản quang, tôi chịu rồi đó nha. Ngoài ra thì cũng có những dòng áo khoác mới như là cái này là áo khoác kaki nè. Đây là dòng áo khoác chống nắng với hiệu quả chống nắng lên tới 98%. Cái nhiều màu mà phòng phòng này nè là áo khoác dù phối màu. Bên cạnh đó cũng còn nhiều chương trình khác nữa. Nhưng mà tôi thấy cái chương trình đổi áo khoác này là khá là ok nè. Rất là nhiều bạn đã đổi rồi. Bạn nào mà muốn trải nghiệm sản phẩm mới của Couple to Eat thì nhớ đem áo khoác lại đây đổi để được giảm giá 20% nha.